Vũ khí lợi hại của Nga Hoàng Thái xin kính chào quý vị Kính thưa quý vị Những trận chiến ác liệt vẫn đang diễn ra ở ngoài ô Thành phố này đã được đặt biệt danh là Bắc Mút thứ hai. Quân đội Nga đã tăng tốc tại cỗ máy xay thịt mới Khi mà Ukraine đang dối trá về tổn thất nhân lực và trang thiết bị Việc gia tăng vào cuộc tấn công vào Crimea là một dấu hiệu cho thấy chính quyền Kiev đang khủng hoảng chiến lược và có nguy cơ khiến Kiev ngày càng gặp tai ương hơn. Trong khi đó, các vụ nổ tại kho chứa ngũ cốc ở Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ đang ẩn chứa điều gì? Tất cả đều có trong video ngày hôm nay của chúng tôi. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Ukraine tấn công trong tuyệt vọng Truyền thông Ukraine dẫn lời của Sehi Chirapati, phát ngôn viên lực lượng mặt trận phía đông Ukraine cho biết, lực lượng Nga ở hướng Kubian không đạt được những bước tiến chiến thuật để chọc thùng các tuyến phòng thủ vững chắc của Ukraine. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hoàn toàn khác. Trước đó, thì Nga đã kiểm soát được thành phố Novoselovskoye, nằm ở phía tây bắc của Sevastopol, dọc theo tuyến đường cao tốc hướng tới Kubian. Theo kênh thông của Ukraine cũng đã xác nhận điều này. Sau khi mà lực lượng Ukraine rút quân khỏi thành phố Novoselovskoye, thì chiến trường ngổn ngang xác người và các binh sĩ Nga đang phải di rời những xác chết bị bộ chỉ huy Ukraine bỏ rơi. Giao tranh ác liệt đang diễn ra gần Kubian, trong khu vực định cư của Olsana và Sinkovka. Những báo cáo mới từ các mặt trận chỉ ra rằng giới quân sự Ukraine đang nói dối để che đậy những tổn thất to lớn. Kubian đã trở thành bắc mút thứ hai của lực lượng vũ trang Ukraine. Quân đội Ukraine chịu tổn thất khá nặng nề cả về nhân lực và trang thiết bị. Máy bay trực thăng Mi-35 tiếp tục phá hủy các mục tiêu phòng thủ của Ukraine theo hướng Kubian. Đây chỉ là một vài sự thật về hướng Kubian lực lượng Ukraine đã cố gắng thực hiện thêm 3 cuộc tấn công vào khu vực phòng thủ của tập đoàn quân thiết giáp số 1 của Nga. Nhưng mà pháo binh Nga đã dội hỏa lực, khiến cho Ukraine tổn thất tương đương một trung đội. Mặt trận Kubian hiện được gọi là Bắc Mút thứ hai vì hai thành phố này có địa hình khá giống nhau, với các hệ thống phòng thủ được xây dựng khá dày đặc. Người Nga đã bắt đầu sử dụng siêu bom FIB 250 m để phá hủy các công sự của Ukraine và dự báo quân đội Ukraine sẽ phải hứng chịu tổn thất nặng nề. Tại mặt trận Bắc Mút, thì Ukraine đang tấn công vào hai bên sườn của thành phố gần Kravchevka. Nhưng mà do tổn thất lớn về nhân lực và phương tiện bọc thép, nên là tốc độ tấn công của Ukraine đã bị giảm nhiều. Giao tranh đang diễn ra gần về Vepovoye và phía đông Rabotino thuộc vùng Zaporozhye. Trong khi truyền thông Ukraine dẫn lời Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, quân đội nước này đã đạt được một số thành công tại Rabotino, thì phía Nga lại bác bỏ và cho biết cả hai đợt tấn công của Ukraine đều đã bị thất bại trước người Nga. Tại Urozhenoye, giao tranh vẫn tiếp diễn trong nhiều ngày qua. Quân đội Ukraine đang dồn quân để nỗ lực chọc thùng tuyến phòng thủ của Nga bằng mọi giá. Và ngày hôm qua, lực lượng Ukraine tuyên bố nắm quyền kiểm soát. Tuy nhiên, những tuyên bố của Ukraine về việc kiểm soát Urozhenoye là không thực tế, bởi vì Ukraine buộc phải đạt được một số tiến bộ trên chiến trường, bất chấp tổn thất. Vì vậy mà tại hướng Urozhenoye, lực lượng Nga có thể phải rút lui trong một tính toán có lợi hơn. Trong khi đó, thì kênh Joy3 cho biết vào dạng sáng thứ Bảy, khoảng 20 chiếc UAV đã tấn công các mục tiêu trên bán đảo Crimea, nhưng đều bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ hoặc là bị tác chiến điện tử chế áp. Cùng chiều hôm đó, hai tên lửa S-200 đã phóng qua cầu Crimea, nhưng cũng bị phòng không Nga đánh chặn. Đoạn video cho thấy những cột khói lớn bốc lên gần bán đảo Crimea, đây là cuộc tấn công thứ ba của Ukraine nhằm vào cây cầu chỉ trong vài tháng qua. Thống đốc Crimea Sergei Aksyonov cũng cho biết cây cầu không bị hư hại nhiều. Reuters cũng xác nhận các cuộc tấn công bằng tên lửa UAV vào sâu bên trong Crimea, nhưng mà không gây thương vong hoặc là thiệt hại đáng kể. Trong khi đó, thì Điện Kremlin tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công mới nhất này của Kiev, rằng những hành động man dợ như vậy sẽ bị trừng phạt. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết, chúng tôi cực lực lên án các cuộc tấn công khủng bố như vậy. cây cầu Krum là một đối tượng của cơ sở hạ tầng dân sự thuần túy, các cuộc tấn công vào đó là không thể chấp nhận được. nó đã bị tấn công như vậy kể từ mùa thu năm ngoái và đã gây ra tổn thất cho dân thường. dưới quan sát lo ngại, nhiều khả năng quân đội Nga sẽ tiến hành hành động chặt đầu nhằm theo dõi mọi động thái của tổng thống Zelensky. động thái này sẽ thúc đẩy tình hình diễn biến phức tạp hơn. Putin có ra tay chạm giới lãnh đạo Ukraine. Nhìn lại tình hình chiến sự trong hơn một năm vừa qua, thì cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga đã phát triển từ giai đoạn nở rộ ban đầu sang một cuộc chơi chiến lược tập trung hơn. Tuy nhiên, Ukraine rõ ràng không có những điều chỉnh tương ứng khi mà thiếu nắm bắt về cục diện chiến trường mà lại chuyển sang tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ của Nga và Crimea. Một số nhà phân tích tin rằng Tổng thống Zelensky đã áp dụng chiến lược này vì ông cảm thấy chính quyền của mình đang đứng trước một cuộc khủng hoảng lớn khi mà vừa phải đối phó với Nga, vừa phải đề phòng Mỹ. Việc chính quyền Biden không giấu giếm phương án phế chuất Tổng thống Zelensky đang đặt ông vào một tình thế cực kỳ bất an. Trong khi đó, Nga đã nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công quân sự trực tiếp nhằm vào Ukraine, phá hủy các khu vực quan trọng, ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán ngũ cốc và cung cấp thiết bị quân sự của Ukraine. Những cuộc tấn công như vậy đã đẩy Ukraine vào một cuộc khủng hoảng cả về chính trị và quân sự. Và Tổng thống Zelensky rất cần một chiến thắng có thể khôi phục lại tình hình, nhằm có được sự ủng hộ ở trong nước và quốc tế. Vì vậy, mà trên chiến trường, Ukraine liên tiếp đổ quân vào một số khu vực như là tại Rabotino ở Zaporozhye, nhằm chọc thùng tuyến phòng thủ của Nga với hy vọng giành được một số tiến bộ để phương Tây ghi nhận. Đồng thời, thì Ukraine tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng UAV vào Moscow và Crimea để tìm kiếm được một chiến thắng trên truyền thông nhưng mà chính truyền thông độc lập của Mỹ đã đánh giá chiến thuật này của Ukraine như sau. Nhưng hình thức chiến đấu này diễn ra quá chậm chạp, với sự tiến bộ trong lãnh thổ đạt được chỉ được tính bằng mét thay vì km. Một số quan chức Ukraine hiện đang nói về việc giành chiến thắng trong một trận chiến tiêu hao hơn là một bước đột phá trên chiến trường. Đó là một sai lầm, vì Ukraine sẽ phải trả chi phí cao hơn cho một chiến lược tiêu hao thành công. Như vậy có thể thấy, các vụ tấn công liều lĩnh của Kiev vào sâu có thể không mang lại hiệu quả như mong muốn phía nga không chỉ lên án mạnh mẽ hành động tấn công khủng bố của tổng thống zelensky mà còn có khả năng gỡ bỏ lời hứa với cựu thủ tướng israel rằng điện kremlin giờ đây sẽ không còn phải giữ an toàn mạng sống cho tổng thống zelensky bằng cách kích hoạt các kênh thông tin như là vệ tinh quân sự và cơ quan tình báo để theo dõi tung tích của tổng thống zelensky điều này nhiều khả năng sẽ hạn chế rất lớn đối với những hành động của ông ta Hiện thì quân đội Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự và trang thiết bị trầm trọng. Các tuyến đường cung cấp vũ khí hiện đại đã bị hạn chế do Nga phong tỏa biển đen. Điều này khiến Ukraine khó có thể duy trì một mặt trận vững chắc trong thời gian tới. Trong khi đó, thì chính nguồn tin nội bộ của Ukraine cho biết, văn phòng Tổng thống Zelensky đã thừa nhận những tổn thất nặng nề về thiết bị quân sự của phương Tây. Ngay cả truyền thông Mỹ là tờ The Messenger đã công bố có ít nhất 23 chiếc Bradley của Ukraine đã bị phá hủy. 21 chiếc khác đã bị hư hại và 5 chiếc trong số đó đã bị bỏ hoang. Hơn 60 chiếc xe chiến đấu bọc thép M113, 57 xe bọc thép chống mìn Mark Pro và hơn 100 xe Humvee đều do Mỹ sản xuất cũng đã bị phá hủy, hư hỏng hoặc là mất tích. Giá trị của tất cả các thiết bị này có thể lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ. Tờ này cũng nhận định rằng việc không thể đạt được một bước đột phá do thiếu các vũ khí cần thiết cũng đồng nghĩa với một cuộc chiến kéo dài hơn và điều đó sẽ khiến nhiều binh sĩ Ukraine thiệt mạng hơn. Tuy nhiên, thay vì tập trung thay đổi chiến lược hiệu quả hơn trên chiến trường, thì chính quyền Tổng thống Zelensky lại tăng cường tấn công vào lãnh thổ của Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đã cực lực lên án sau vụ tấn công cầu Crimea chiều 12 tháng 8. Những hành động phá hoại như vậy tạo cơ hội cho cộng đồng quốc tế. Một lần nữa, nhìn rõ bản chất thực sự của chế độ Kiev. Những hành động man dợ như vậy không thể được biện minh. Rõ ràng, các vụ tấn công như vậy của Ukraine sẽ khiến cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước Nam bán cầu sẽ ngày càng thiên về lập trường ủng hộ nước Nga hơn. Dù thế nào đi nữa thì diễn biến tình hình chiến sự ở Ukraine vẫn sẽ thu hút sự chú ý của quốc tế. Và quyết định của các bên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định và hòa bình của toàn khu vực. Tuy nhiên, sự phức tạp của thực tế vẫn nằm ngoài mọi dự đoán. Mặc dù quyết định tăng cường tấn công vào lãnh thổ của Nga là do Kiev liều lĩnh nhưng mà hiệu quả thực chất sẽ không đem lại nhiều lợi ích như là Tổng thống Zelensky mong đợi. Cuộc tấn công vào các cơ sở dân sự ở Nga hiển nhiên sẽ gây ra sự tức giận và phản ứng của Điện Kremlin. Nhưng nó không thực sự đảo ngược hoàn cảnh của Ukraine. Lưu ý là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cũng khẳng định rằng lực lượng vũ trang Ukraine, mặc dù có sự hỗ trợ to lớn của phương Tây, cũng không thể thay đổi tình hình trên chiến trường. Vì vậy mà họ đang cố gắng tấn công vào các cơ sở dân sự và dân thường bằng các phương pháp khủng bố không đáng có. Còn nhớ là vào hồi đầu tháng 6, Tổng thống Putin cũng từng gọi các cuộc tấn công của Ukraine giống như một cuộc tấn công khủng bố. Không rõ là sau Mỹ, Nga có xác định Tổng thống Zelensky là mục tiêu hạ bệ hàng đầu hay không. Nhưng mà rõ ràng, sau các vụ tấn công táo bạo vào Crimea, thì Điện Kremlin không những nỗ lực lần theo tung tích của Tổng thống Zelensky, mà còn áp dụng hàng loạt biện pháp nhằm làm suy yếu năng lực quân sự, tài chính của Ukraine và đẩy nước này vào một tình thế bị đắc hơn. Cùng với việc Nga hủy bỏ thỏa thuận ngũ cốc, vốn là nguồn tài chính duy nhất để nuôi sống Ukraine ngoài các khoản viện trợ của nước ngoài, đã làm cho Kiev lầm vào con đường cùng quẫn. Nói tóm lại, căng thẳng tại Ukraine sẽ không ngừng leo thang và sự lựa chọn chiến lược tấn công vào Crimea của Tổng thống Zelensky đã phản ánh cảm giác khủng hoảng và nhu cầu cấp bách của ông ai cho nổ tung kho ngũ cốc ở Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Có thể nói việc Nga phá vỡ thỏa thuận ngũ cốc đã khiến cho chính quyền Kiev hoang mang nhất. Điều này đã đánh vào lĩnh vực sinh lời cuối cùng của nền kinh tế Ukraine. Với 8 triệu tấn ngũ cốc xuất khẩu thì Ukraine sẽ thu về khoảng 16 tỷ đô la mỗi năm. Phương Tây thì đang cáo buộc Nga đã vũ khí hóa lương thực để gây ra nạn đói toàn cầu. Nhưng mà truyền thông Nga đã làm rõ âm mưu của phương Tây khi mà buộc tội Nga và phơi bày sự thật đằng sau thỏa thuận ngũ cốc này việc chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc đã làm giảm xuất khẩu nông sản của Ukraine giảm xuống chỉ còn 50%, từ 7 đến 8 triệu tấn mỗi tháng xuống còn 3 đến 4 triệu tấn. Điều này phụ thuộc vào sự ổn định của các cảng Ukraine trên sông Danube, chẳng hạn như là cảng Izmai. Tuy nhiên, các cuộc tấn công tên lửa của Nga vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 đã làm tê liệt các cảng này. Vì vậy mà nhiều khả năng, Ukraine sẽ mất thêm 2 triệu tấn ngũ cốc xuất khẩu mỗi tháng. Và như vậy, xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine sẽ giảm 4 lần so với khi thỏa thuận ngũ cốc có hiệu lực. Tồi tệ hơn nữa, việc ngừng xuất khẩu ngũ cốc được cho là đòn giáng trí tử vào nền kinh tế nông nghiệp của Ukraine. Thỏa thuận ngũ cốc đã mang lại cho nền kinh tế Ukraine khoảng 16 tỷ đô la. Nếu không có số tiền này, thì GDP của Ukraine sẽ giảm xuống chỉ còn 80 tỷ đô la một năm. Mất ngành kinh tế nông nghiệp mang lại lợi nhuận cuối cùng này. Chính quyền Kiev giờ đây chỉ còn trông chờ vào các khoản tài trợ của phương Tây. Và nếu như Ukraine thất bại trên chiến trường, thì các khoản hỗ trợ này cũng sẽ bị cắt giảm. Không chỉ trong thời chiến tranh mà ngay cả về thời kỳ hậu chiến. Chỉ có nối lại thỏa thuận ngũ cốc mới có thể cứu được Ukraine. Tuy nhiên điều đó đồng nghĩa với việc phương Tây phải gỡ bỏ một số lệnh trừng phạt với Nga, trong đó có nông sản và phân bón của Nga. Tuy nhiên, Mỹ và EU vẫn không nhiệt tình đáp lại như vậy. Vậy tại sao phương Tây không cần lương thực và phân bón của Nga vào thời điểm này? Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta cần quay trở lại hai sự kiện nổi bật gần đây. Vào ngày 10 tháng 8, tại Pháp, đã xảy ra một đám cháy lớn tại kho chứa ngũ cốc của tập đoàn Shika Atlantic ở cảng La Tổng cộng có vài nghìn tấn lúa mì đã bị thiêu dụi. Trước đó, vào ngày 7 tháng 8, đã xảy ra vụ nổ tại cảng Dren của thổ Nhĩ Kỳ. Dren là một trung tâm vận chuyển ngũ cốc và thường xuyên nhận được các chuyến hàng ngũ cốc từ Ukraine. Cảnh quay đã ghi lại khoảnh khắc của vụ nổ, cho thấy các mảnh vỡ vương vãi khắp một bãi hàng hóa gần đó. Video quay từ xa cũng cho thấy một đám khói và bụi bốc lên bao trùm cảng Drin. Thị trường của thành phố Drin, Zeki Eigen, nói rằng vụ nổ xảy ra khi mà ngũ cốc đang được chuyển từ tàu sang các hầm chứa và nguyên nhân có thể là do sự nén bụi lúa mì gây ra. Trong cả hai vụ nổ, thì bụi ngũ cốc được cho là nguyên nhân gây ra vụ cháy. Vậy thì câu hỏi đặt ra, ai là thủ phạm gây ra hai vụ cháy này? Có phải do sự nén bụi lúa mì hay không? hay là do có một âm mưu thế lực nào đó đứng đằng sau. Có một thực tế là vụ cháy đã tạo ra sự khan hiếm ngũ cốc và các tập đoàn nông nghiệp toàn cầu của phương Tây sẽ được hưởng lợi từ việc tăng giá ngũ cốc. Lưu ý là từ thỏa thuận ngũ cốc, Tổng thống Putin cho biết hàng triệu tấn ngũ cốc trước đó của Ukraine đã chảy vào phương Tây, trong đó hơn 40% được truyền đến các nước EU khá thịnh vượng và chỉ có 3% là tới được các nước nghèo ở châu Phi. Đối với các nhà đầu cơ phương Tây, thì nền nông nghiệp Ukraine bị thủ tiêu và nạn đói ở các nước nghèo châu Phi dường như không ảnh hưởng đến lợi ích của họ khi mà lợi nhuận từ ngũ cốc vẫn đang tăng lên từng ngày. Tất nhiên, vụ cháy hai kho chứa ngũ cốc lớn là một yếu tố cần thiết cho giới đầu cơ thị trường chứng khoán. Phương Tây thi nhau cáo buộc Nga dùng nạn đói làm vũ khí, trong khi ai đó đã cố tình đốt kho ngũ cốc để giúp các nhà đầu tư chứng khoán phương Tây. Ngũ cốc càng khan hiếm trên thị trường thì giá sẽ càng được tăng cao. Tuy nhiên, những nông dân sản xuất ngũ cốc chưa chắc đã được hưởng lợi mà là những doanh nghiệp đầu cơ và các công cụ tài chính của phương Tây. Truyền thông phương Tây thì đã đưa khá nhiều vụ cháy cánh đồng ngô tại Mỹ khi mà giá ngô có vẻ quá thấp trên thị trường và thậm chí còn đặt câu hỏi nghi vấn rằng ai đã đốt các cánh đồng ngô này. Bất chấp chính quyền Biden và Tổng thống Macron thi nhau cáo buộc Nga đang vũ khí hóa lương thực gây ra nạn đói, thì Tổng thống Putin lại đang thực sự ngăn chặn nạn đói bằng cách cung cấp hàng chục tấn ngũ cốc miễn phí cho châu Phi. Do đó, Nga đã giáng một đòn khủng khiếp vào bộ mặt giả dối của phương Tây. Càng trừng phạt Nga thì phương Tây càng thua đau. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga ngày càng cho thấy không hiệu quả. Khi mà mới đây truyền thông Hungary cho biết, Nga hiện đã trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Ấn Độ. Theo dữ liệu công bố, thì Ấn Độ đã nhập khẩu dầu thô của Nga cao hơn 11 lần so với năm ngoái. Vào năm ngoái, Ấn Độ đã nhập khẩu 33,4 triệu tấn dầu thô của Nga. Theo công ty phân tích dầu thô Kipler, Xuất khẩu dầu thô của Nga sang Ấn Độ tiếp tục tăng trong mùa hè này, khi mà đạt mức kỷ lục là 2,2 triệu thùng trên một ngày chỉ riêng trong tháng 6 và tăng trong 10 tháng liên tiếp. Đây là một dấu hiệu cho thấy các biện pháp trừng phạt của phương Tây không tác động lớn đối với khả năng xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên của Nga. Hiện thì Nga đang trở thành nhà cung cấp dầu thô chính cho Ấn Độ. Tiếp theo đó là Iraq với 21,4 triệu thùng và Ả Rập Xê Út là 17,5 triệu thùng. Cùng với đó, thì EU hiện đang ban hành lệnh cấm người châu Âu đến Nga du lịch. Nhưng mà số liệu thực tế cho thấy người dân châu Âu đến Nga tiếp tục tăng mạnh trong thời gian gần đây. Trong bối cảnh hỗn loạn của cuộc xung đột Nga và Ukraine, thì các nước EU và Mỹ đã áp đặt lệnh cấm cấp thị thực đối với Nga. Thậm chí nhiều quốc gia châu Âu còn cảnh báo không nên du lịch tới Nga. Tuy nhiên, dữ liệu gần đây từ cơ quan an ninh Liên bang Nga đã gây bất ngờ lớn. Phần Lan là quốc gia dẫn đầu với lượng khách tăng gấp 3 lần trong 6 tháng đầu năm 2023 với con số ấn tượng là 47.300 lượt. Estonia xếp thứ hai với 47.100 lượt, trong khi Đức ở vị trí thứ ba với 36.300 lượt khách. Ba quốc gia này đang là nhóm khách du lịch EU lớn nhất ở Nga, chiếm 45% tổng số lượt khách du lịch từ các thành viên EU khác tới Nga trong thời điểm này. Đối mặt với tất cả các biện pháp trừng phạt và khuyến cáo du lịch, thì ngành du lịch của Nga dường như vẫn phát triển bền vững và người dân Nga dường như vẫn đảm bảo được sự phát triển kinh tế và ổn định của quốc gia và thông tin này cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.